Hello, Út Lê miền Tây xin kính chào mọi người và chúc mọi người có một cái buổi sáng thật là vui tươi và hạnh phúc và làm việc thật là thành công nha. Thì đến lúc ngày hôm nay là sau lưng mình là cái chiếc quạt treo tường nha mọi người, quạt treo tường Polo. Thì hôm nay là tới cái clip này thì mình sẽ chia sẻ mọi người về cái một cái kinh nghiệm nhỏ của mình, đó là về cái mình bố trí cái vị trí của lắp đặt cái quạt treo tường ở trong phòng nó như thế nào là nó hợp lý và nó cảm thấy là nó thích hợp nhất ở trong cái không gian phòng của mình á. Thì một số phòng á thì nó có cấu tạo nó khác nhau, nhưng mà để mà lựa chọn được cái vị trí lắp đặt quạt treo tường tại cái phòng ngủ á thì nó cũng rất là khó, tại vì nếu mà mình sử dụng một cái chiếc quạt treo tường thôi mà mình lắp đặt cho một cái bức tường thì nó có bốn bức tường, nhưng mà mình lắp đặt không đúng á thì nó sẽ không đảo hết được cái phòng và nó sẽ làm cho bị hạn chế được cái không gian ở trong phòng của mình, là không có quạt gió quạt nó đều, nó mát đều phòng được. Thì hôm nay là mình xin chia sẻ mọi người đó là cái cách bố trí ở trong cái phòng của mình, nhà mình, để mình chia sẻ mọi người. Thì nếu cảm thấy cái clip mình chia sẻ nó hay hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh mình để dõi theo những clip tiếp theo nha. Vâng, thì bây giờ là mình sẽ đi vào chi tiết, mình quay xung quanh cái không gian phòng và mình chia sẻ mọi người cái vị trí mình đặt lắp đặt cái quạt treo tường như thế nào nha. Vâng, thì đây là ở trong phòng thì mọi người xem nè, thì xung quanh đó cái phòng mình thì nó cũng không có cao, cái chiều cao á nó thì khoảng 2,8 m, à mọi người xem cái là phòng ở trên là 2,8 m. Thì ở trên cái cửa sổ á, thì ở trên cái cửa sổ bên đó đó là mình đã lắp đặt một cái máy lạnh rồi, thì đã đó đó là cái là thì mình đã mất hết một cái không gian của một cái bức tường, thì chỉ còn lại có ba bức tường thôi. Một là bức tường ở mép bên hông của giường này, đây nè mọi người, bên hông của giường bên đây, và một cái mép là hông ở cái đầu giường đó thì và một cái cạnh đó là cạnh bên đây. Thì cái cạnh bên đây là mình có gắn bóng đèn và mình có gắn cái đồng hồ và một cái chiếc quạt treo tường. Thì đối với cái tại sao mình gắn cái chiếc quạt treo tường ở đó, thì ở đây là nó có cái võng. Thì cấp trước á là cái giường mà mình nằm ở phía bên góc bên đây nên mình gắn ở cái chiếc quạt ở bên đó. Thì bây giờ là mình đã đảo rồi, mình cái giường qua đây. Bây giờ là mình sẽ chia sẻ mọi người nó để mình lắp đặt ở trong phòng mình á, vị trí so với cái giường á, thì so với cái giường á mình đặt á, cái quạt á nó sẽ ở vị trí nào, vị trí đầu giường hay là vị trí bên hông giường hoặc là bên cuối giường. Thì đối với cuối giường thì hầu hết là không không ít người rất ít người lắp đặt ở phía bên cửa sổ bên đó. Thì nếu mà không có lắp đặt máy lạnh đi chăng nữa thì cũng rất ít người đặt cái quạt treo tường bên đó. Thì thường chỉ còn lại là hai cái bức tường thôi, đó là một cái bức tường ở bên đây, đó là bên bên cạnh giường, và một cái bức tường là ở đầu giường. Vâng, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ, mình có một cái chiếc quạt đây, đây chiếc quạt Vinado. Thì mình sẽ chia sẻ mọi người hai cái này mình sẽ đặt ở phía nào nha. Ở bên đây là vị trí ở bên hông của chiếc giường nha mọi người, đây nè, bên hông của chiếc giường. Thì ở vị trí này á, thì đối với một cái chiếc quạt treo tường á, nếu mà mình đặt ở vị trí này, đây mình để lên cho mọi người xem, nếu mình lắp đặt cái quạt treo tường lên ở vị trí này á thì nó sẽ gây cái nhiều cái khó lắm, tại vì cái quạt treo tường á khi mà nó quay thì nó quay sẽ ra đều và nó bị hạn chế ở trong gốc kẹt này nè, ở phía trong. Thì nếu mà người nào nằm ở phía trong này nó thì sẽ không có luồng gió, và mình quạt đó thì nó quạt được hai hơn nửa giường thôi, chứ quạt xe chứ quạt cho tường thì nó quạt sẽ được có hơn nửa giường, thì nó ở cái người ở phía trong đó thì nó sẽ bị hạn chế cái luồng gió, nó không có mát. Thì chính vì vậy á thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ mọi người đó là cái vị trí mình gắn cái chiếc quạt á ở trong phòng ngủ mình á, thì thường mình gắn ở trên cái đầu giường hoặc là cái chân giường, thường là mình gắn ở đầu giường, tại vì đây là mình sẽ lắp cho mọi người xem, đây mình lắp vào rồi mình sẽ chia sẻ mọi người vì sao. Đây mình sẽ chỉnh nó ra, nó bị kẹt rồi. Đây là mọi người, mình có nấu sẵn rồi, mình chỉ đây đây là cái vị trí mà mình muốn chia sẻ mọi người, đó là lắp đặt, là mình lắp đặt ngay cái đầu giường á, thì cái chiều cao của lên hút cái giường ấy khoảng có 1,5 m nha,
khoảng 1,5 m so với cái thân giường lên 1,5 m, thì tầm đó thì nó vừa hút cái độ cao đó thì nó gió nó sẽ quạt đảo đều. Người xem mình bắt thử nè, mình cho nó xoay đều. Vâng, thì hiện tại là ở trong phòng của mình đó, thì mình lắp đặt tới hai cái chiếc quạt đó. Một cái chiếc quạt Follow và một cái chiếc quạt treo tường là Vindado là ở bên đó. Thì hai cái chiếc quạt này á là mình thấy rằng á là ở bên đây là cái chiếc quạt này là mình đặt chỉ là cho cái giường cái võng này thôi, cũng không cần thiết, mình có thể là mình không lắp đặt cái chiếc quạt này nha mọi người. Thì mình có thể đem mình ở vị trí khác. Thì đối với chiếc quạt đó mình quay sơ cho mọi người xem về cái chiếc giường đây nè, cái chiếc giường so với hai cái vách tường ở bên đó. Thì đó là vị trí lắp đặt ở đầu giường, người xem nó nhìn so với cái thân giường á thì nó quạt á, nó sẽ rất là đều luôn, là đều cả hết cả phòng luôn, nó quạt qua tới bên đây và thậm chí là nó sẽ quạt đều hết cái giường trên đây, thì nó sẽ tạo cái luồng gió nó thổi đều trong phòng. Vâng, nếu mà mình lắp đặt bên đó thì nó lại bị hạn chế bởi cái ở phía trong đó, người nằm phía trong nó không được có luồng gió mát. Vâng, người xem nè, nó quạt rất là đều, rất là mát luôn, mình đứng ở vị trí cuối phòng mà chẳng còn mát. Thì khi mà gió nó quạt xuống ở dưới giường này á, người xem thì cái đầu mình á, cái đầu khi mà cái đầu mình ngủ thì mình nằm ngay đây cái đầu giường, thì luồng gió nó sẽ hạn chế ngay thổi lên cái đầu của mình, tại vì sát cái cạnh này thì gió sẽ ít, rất ít, mà nó chỉ thổi xuống từ cái cổ mình, nó thổi xuống từ cái trên đầu mình nè, à, cái cổ mình nó sẽ thổi vào xuống cái chân, thì nó sẽ tránh ảnh hưởng tới cái đầu mình, nó sẽ bị cảm nữa khi mà mình bắt đêm á. Khi mà mình bật đêm á thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Vâng, thì đây là cái bố trí ở trong phòng của mình, nó mình cảm thấy nó rất hợp lý và mình nên mình review, mình chia sẻ mọi người. Thì ở bên đó đó là mình cũng lắp đặt á, là một cái chiếc quạt nữa, thì nó để dành cho cái ở dưới cái mình giẫm để mình xem cái tivi á. Nhưng mà đối với chiếc quạt này á thì là mình phải tháo ra, mình không sử dụng nó cũng được, tại vì hôm trước là do một chiếc giường mình đặt đó nên mình mới để chiếc quạt đó để mà mình quạt cho mát ở trong phòng. Mình có thể là bây giờ mình sẽ tháo chiếc quạt đó ra để mình đem việc ở một cái phòng khác hoặc vị trí khác mình lắp đặt nó sẽ phù hợp hơn nha. Thì đây là mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là về cái vị trí lắp đặt cái chiếc quạt treo tường ở trong phòng nha, trong phòng ngủ á. Đây người xem nè, nó quạt nó sẽ đảo đều hết cả giường luôn, và nè, nhớ nó qua tới phòng bên kia luôn. Vâng, thì hy vọng rằng á, qua clip mình vừa chia sẻ về cái vị trí lắp đặt cái quạt treo tường này nó sẽ hữu ích và góp phần nào để mà cái kinh nghiệm nhỏ bé của mình đấy mà giúp ích cho mọi người về cái tham khảo về cái những chiếc quạt treo tường trong gia đình nha. Vâng, hẹn gặp mọi người vào những clip video lần sau nha.